buổi sáng các quý vị khán giả. Trước khi bắt đầu một ngày mới thì hãy cùng bản tin thể thao chính thức của VTV trên nền tảng số điểm qua những tin tức thể thao đáng chú ý. Vâng, và có lẽ để mở đầu bản tin hôm nay thì không gì sôi động bằng những nhịp đập của bóng đá thế giới, cụ thể là những kết quả cập nhật của bán kết UEFA Champions League. Tính đến phút thứ 73 của trận đấu, câu lạc bộ Manchester City đang tràn đầy hy vọng tiến vào chung kết khi Riyad Mahrez đã ghi bàn thắng giúp họ vừa lên dẫn trước câu lạc bộ Real Madrid. Nếu tỷ số này được giữ nguyên thì Manchester City sẽ tiến vào chung kết với chiến thắng 1-0 ở trận lượt về và 5-3 sau hai lượt trận. Nhưng chỉ trong đúng một phút, tiền đạo trẻ Rodrigo đã lập một cú đúp để giúp cho câu lạc bộ Real Madrid lội ngược dòng và chiến thắng 2-1 Manchester City ở trận lượt về. Bàn thắng ở những phút thứ 90 và 90+1 của Rodrigo đã khiến cho hai đội phải bước vào thế đấu hiệp phụ khi hòa nhau với tỷ số 5-5 sau hai lượt trận. Tại đây, Karim Benzema một lần nữa tỏa sáng để giúp cho Real Madrid vượt lên khi tự mình kiếm về một quả phạt 11m và cũng đã tự thực hiện thành công. Thắng chung cuộc Manchester City 3-1 ở trận lượt về và tổng tỷ số 6-5 sau hai lượt trận, câu lạc bộ Real Madrid tiến vào chung kết của UEFA Champions League gặp đối thủ là câu lạc bộ Liverpool. Đội bóng thứ hai giành quyền vào chung kết của UEFA Champions League đã được xác định, và giờ đây thì chúng ta hãy cùng đến với những bình luận, những nhận định thú vị từ báo chí châu Âu ngay sau trận đấu này. Thay đổi không khí một chút cho phần điểm báo sáng nay, xin gửi tới quý vị một hình ảnh đặc biệt được đăng trên báo điện tử Marca. Lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch của Real Madrid chăng? Không, đơn giản chỉ là cách mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được đưa đến sân để tiếp đón Manchester City. Những hình ảnh này giải thích phần nào cho kết thúc của trận đấu sau đó. Không thể xem thường đội bóng này, kể cả khi mọi thứ tưởng như đã được định đoạt. Báo Marca sau đó đăng bài trang chủ có tựa đề: Thế đấy, chúng tôi đã thắng và tiến vào chung kết. Và dưới đó là một bài viết khác với hàng tít đầy khiêu khích. Thật khó khăn cho những ai không thích Real Madrid. Nói chung, báo Anh hay Tây Ban Nha sau trận đấu thì cũng đều bày tỏ sự ngạc nhiên về kết quả của trận đấu này mà thôi. Nhưng tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha có bài "Không ai giải thích nổi Bernabeu", với một bức ảnh đầy biểu cảm của Guardiola trên băng ghế dự bị. Bài này có một đoạn hay là miêu tả lúc hết 90 phút thi đấu chính thức, Pep Guardiola lao ra giải thích chiến thuật cho từng cầu thủ. Còn Ancelotti chỉ đơn giản nhìn vào mắt các học trò mà chẳng nói gì. Bởi vì ông biết, bóng đá mà. Chiến thuật, những gì cần nói đã nói hết rồi. Bây giờ là lúc bóng đá tự quyết định. Nào bây giờ hãy nói tới báo Anh. The Sun lại chơi chữ Bernabeu. Manchester City lại vỡ mộng một lần nữa. Real Madrid tiến vào chung kết. Báo Anh trang nào cũng phàn nàn trọng tài Usato đã thiên vị Real Madrid khi lẽ ra phải rút thẻ đỏ cho Casemiro. Daily Mail thì đưa hàng tít tan chảy ở Madrid và tóm tắt trận đấu bằng nhiều câu hỏi tại sao. Manchester City có hai cơ hội dứt điểm trận đấu từ cái chân của Grealish. Nhưng rồi họ thua, họ bị loại, họ đã làm câm lặng Bernabeu. Vậy tại sao lại là họ? Manchester City đã tự hủy. Đúng là không thể giải thích nổi bóng đá. Các đội bóng lớn tại châu Âu sẽ chỉ có một tháng nghỉ ngơi, rồi sau đó họ sẽ tham gia tour du đấu hè. Năm nay khi mà dịch Covid-19 đã được kiểm soát, thì các câu lạc bộ cũng có thêm nhiều trận và thời gian để du đấu cũng dài hơn. Manchester City sẽ chọn nước Mỹ để làm địa điểm du đấu và họ sẽ gặp Bayern Munich tại sân vận động Lambeau Field của đội bóng bầu dục Green Bay Packers. Đội bóng chủ sân Etihad cam kết sẽ mang tới Mỹ những ngôi sao hàng đầu thay vì chỉ cử đội hình trẻ để tri ân cổ động viên khu vực Bắc Mỹ. Đây cũng là lần thứ hai mà Bayern Munich và Manchester City gặp nhau tại Mỹ. Trước đó thì đội bóng Anh đã thắng câu lạc bộ Đức với tỷ số là 3-2 tại sân Hard Rock vào năm 2018.
Trong khi đó thì Liverpool, Manchester United và Crystal Palace sẽ tham dự các trận đấu tại châu Á, cụ thể là ở Thái Lan và Singapore. Khu vực châu Á cũng là một trong những thị trường chính của sảnh Hoàng Anh với những dân số trẻ và cuồng nhiệt với bóng đá. Khoác áo đội 1 Manchester United từ năm 2011, Jesse Lingard trải qua nhiều thăng trầm sau 149 lần ra sân cho nửa đỏ thành Manchester và những lần đấm băng đi cho mượn. Cho đến hiện tại thì cầu thủ người Anh vẫn chưa thể có được một vị trí chính thức tại sân Old Trafford. Lingard đang rất mong muốn tìm kiếm suất đá chính thường xuyên để có thể nghĩ tới một vị trí trong đội hình của đội tuyển Anh tại World Cup sắp tới diễn ra vào tháng 11. Và ra đi ở thời điểm này có lẽ là lựa chọn hợp lý với Lingard, nhất là khi có tới hai đội bóng lớn tại Serie A đang quan tâm tới anh. Cả Juventus và AC Milan đều có nhu cầu bổ sung tiền vệ công. Lão bà Thanh Turin sẽ chia tay Paulo Dybala sau nhiều năm gắn bó và chính huấn luyện viên Max Allegri đã nhắm Lingard để thay thế ngôi sao người Argentina. Với Rossoneri, đội chủ sân San Siro từ khi chia tay Hakan Çalhanoğlu đã bị khuyết ở vị trí số 10 khi mà Brahim Diaz chưa đạt yêu cầu ở mùa giải này. Với Jesse Lingard, cả hai ông lớn nước Ý đều không phải mất phí chuyển nhượng cũng như là rủi ro ở mức tương đối khi mà Lingard dù sao cũng đã chứng tỏ năng lực trong quá khứ. Điều đáng nói là những ngôi sao ở ngoại hạng Anh khi sang Serie A thời gian qua, đa số đều đã chứng tỏ được bản thân. Đó là một vụ chuyển nhượng với Lingard. Về phía của Juventus hay Milan thì đều xứng đáng để theo đuổi. Trong bài chia sẻ mới nhất của Oral Ito, một người bạn thân của Mbappe cho thấy cầu thủ người Pháp đang thu dọn lại các đồ đạc của mình và đóng gói cẩn thận. Bức ảnh trên Instagram còn cho thấy các danh hiệu mà Mbappe giành được trong mùa áo của Paris Saint-Germain đã được đóng bọc kỹ lưỡng. Mbappe còn hợp đồng với Paris Saint-Germain hết mùa giải năm nay. Và có vẻ như đây là một dấu hiệu cho thấy thương vụ Mbappe chuyển tới Real Madrid đã ngã ngũ. Trong thời gian qua thì Paris Saint-Germain đã rất nỗ lực để đàm phán giữ chân tiền đạo sinh năm 1998 nhưng không thành công. Một nguồn tin của tờ Daily Mail cho biết Declan Rice sẽ ở lại với West Ham ít nhất là một năm và có thể là xa hơn. Sir Hans Zimmer rất tự tin về điều này với việc sẽ biến Declan Rice thành đội trưởng mới cũng như trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất đội bóng. Thêm một chi tiết nữa mà tờ báo này còn nhấn mạnh, sau khi ghi bàn vào lưới của Lyon tại Europa League, cầu thủ người Anh đã có hành động hôn lên ngực áo và chạy về phía những hâm mộ West Ham một cách cuồng nhiệt. Nó như một lời khẳng định về tình yêu mà Declan Rice dành cho đội bóng của mình. Bên cạnh cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Liverpool thì một trong những câu chuyện được quan tâm nhất của bóng đá Anh chính là tương lai của Chelsea. Chủ tịch Roman Abramovich đã khiến tất cả phải bất ngờ với quyết định mới nhất của mình. Hồi tháng 3 năm nay, tỷ phú Roman Abramovich tuyên bố sẽ từ bỏ Chelsea và không cần nhận về bất kỳ khoản tiền nào, kể cả số tiền là 1,6 tỷ bảng Anh mà ông đang cho câu lạc bộ này vay. Tuy nhiên, theo tờ The Times, tỷ phú người Nga đang cố gắng yêu cầu chủ sở hữu tương lai của đội bóng này thanh toán số tiền. Ông cho rằng các lệnh trừng phạt của chính phủ Anh đang ngăn cản mình xóa nợ cho đội chủ sân Stamford Bridge. Hiện tại thì có hai đối tác đang rất muốn nắm quyền sở hữu Chelsea, đó là Jim Ratcliffe và Todd Boehly. Tuy nhiên, thì với thông tin mới này, hai tỷ phú trên cũng sẽ phải cân nhắc, bởi nếu tính tổng cả khoản nợ phải trả cho Roman Abramovich thì số tiền họ phải bỏ ra là không dưới 5 tỷ bảng, một con số quá lớn trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Giành chức vô địch một giải đấu luôn là một cảm xúc thực sự bùng nổ đối với bất cứ người hâm mộ môn thể thao nào. Thế nhưng vô địch lần đầu tiên sau 38 năm thì liệu nó còn điên rồ đến mức như thế nào nữa? Những hình ảnh sau đây tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Đừng quên bấm like và subscribe để chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cho quý vị. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Câu lạc bộ có biệt danh là Bão Biển Đen đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Super League của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hòa 2 đều với các vị khách là Antalyaspor vào cuối tuần qua. Với một danh hiệu đã được chờ đợi suốt 38 năm, các cổ động viên của câu lạc bộ tiến vào trung tâm Trabzon, nơi họ đồng loạt vẫy đèn flash điện thoại trên nền nhạc sôi động, trông chẳng khác gì một đại nhạc hội cuồng nhiệt.